Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong năm 2024 đã và đang triển khai xử lý 13 điểm đen và 8 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ. Cùng với việc ưu tiên bố trí nguồn lực để xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, Bộ Giao thông Vận tải tăng cường đôn đốc các cơ quan đơn vị theo phạm vi trách nhiệm quản lý tổ chức ra soát công trình an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường bộ cao tốc, trường hợp phát hiện hư hỏng xuống cấp có nguy cơ gây mất an toàn giao thông sẽ kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch kinh phí xử lý theo quy định